Sáng gì mà chói thế? Ồ quầy, có phải là sư phụ đấy không? Thôi, tại sao lúc nào cũng sư với cha phụ mày mày? Ôi rồi ôi rồi rồi ôi. Đói quá, đói quá. Từ, tôi có con thần lằn đấy, thì phải ăn nó đã. Ông. Con quá. Yes. Ông biết hôm qua trời mưa rồi gì nữa. Hôm trước chúng ta chơi. Ờ. Ông biết có một con thỏ. Nó lại oh! Nó lại dầm mưa dãi nắng. Rồi nó lại bị mẹ mắng. Đúng rồi. Và thế là bị mẹ bóp cổ. Con ngựa khổ quá. Như vậy là cái bãi cỏ nói chung là cái chỗ mà chúng ta làm được rồi đúng không? Ờ được mà. Cái bãi thỏ hoạt động ok, con thỏ này kia. Ờ? Con nữa này. Ờ tới giờ đến lượt. Bà cả nội. Gì chán rồi. Ông có muốn nói lời cuối con thỏ này không? Ông muốn nói lời cuối hả? Ờ con à. Ủa sao nó còn một cái đầu vậy? Cái đầu tôi vừa ném vào. Đây đây con này đây, đây con này đây. Con à, lần cuối cùng con đừng bao giờ dầm mưa dãi nắng nữa nhé. Con hãy nhìn sư phụ Oakway ngoài kia. Chỉ vì dầm mưa dãi nắng bị lột cái lưng ra kinh vai. Khổ vãi. Thôi thì thỏ à, con cứ sống khôn thác thiêng cung phu con nhé. Rồi xong tàn sát à. Mình ác vai khổ vãi. Thật mình ác vai. Thề mê. Để tôi nghĩ thôi, chúng ta bị nghiệp quật sớm lắm ấy. Thôi được rồi. Thôi bỏ qua cái việc nghiệp quật, chúng ta cần phải đến hút nước từ mai sư phụ Oakway. Thôi chết rồi. Sư phụ Oakway quật rồi, méo còn nước mà uống nữa cơ rồi. Không sao không sao. Không sao không sao. Ra nước ngoài hồ uống tạm cũng được, không sao đâu. Nước hơi bẩn tí. Thôi không phải hơi bẩn đâu. Ông không biết là bao nhiêu thổ dân đã đừng từng đi qua đi lại đấy đâu. Bao nhiêu bàn chân lặng lẽ của nó được dẫm vào đấy đâu. Nó không hở hơi đâu. Nếu đục ngầu tâm hồn của ông vậy thôi rồi. Tao sẽ đừng thử uống. Cứ ăn đi chứ. Mèo mó con không này. Thịt khô ăn được này. Ê tao có chân khô thịt khô nào ăn chân không? Không không. Tôi vừa ăn cái thằn lằn ngon rồi con... À này. Hả? Nhưng thằn lằn khô, những cái con khô ấy mình có thể cho vào túi rồi mình mang đi được. Đúng, không giống sao? Đồ ăn nướng. Ừ đúng. Khá là hay. Thì đây. Thì đó hay. Ok. Từ nãy giờ mày giúp con thỏ không dầm mưa dãi nắng và dạy những bài học để đời. Mình quên không giới thiệu các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với The Forest. À không, phải đúng hơn là The Rừng. Đúng rồi. Cùng với GVM. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ còn khá nhiều thứ để làm. Tập trước là GVM lỡ khuấy động hơi bị nhiều quái vật rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị các công cụ để phòng thủ, cũng như là vũ khí các thứ nữa. Tại vì là tôi không muốn chết một lần nữa. Thật sự tôi không muốn chết một lần nữa đâu. Chết này tệ lắm. Ôi lốc chim này. Ok. Thì... Sao gió to thế? Sao? Ê! Miếng thịt nhỏ sống này chứ không phải là sống miếng thịt nhỏ nó tuyệt vời ông. Ủa? Ông mới sửa rồi hả? Ừ, sửa rồi. Ok. Cái bản Việt hóa lần trước là sống cá với là sống thịt. Tôi đang nướng okay, thịt để ăn chim buổi sáng đấy. Sáng ra mình ăn chim mới tốt sức khỏe. Ê! Nhưng mà mình có phải nhắc lại cái bẫy nào không? Có đúng không? Phải nhắc lại. Ô! Con thỏ nó này! Ơ! Nó lại dơ mưa này nắng! Cái bọn này nó không chịu học này! Ừ, thôi được rồi. Sư phụ Oakway đã nói thế nào với con rồi hả thân ơi? Ê, không, ông, từ. Chúng ta có thể nuôi nó ở đây được không? Đặt nó vào này. Ồ, tốt lắm. Đây. Chúng ta sẽ ăn nó thật ngon để bày tỏ lòng biết ơn đến sư phụ Oakway. Được rồi. Không, cái con đấy. Này không phải ăn. Con này là đối tượng để gọi là được giáo dục ông. Tức là những cái con trước là mình chưa kịp giáo dục nó, mình giết nó mất. Thế là đằng nào nó cũng chưa biết được lễ phải của cuộc sống này thì nó chết mất rồi. Thế nên là bây giờ mình sẽ đặt cái con này ở đây, nhốt ở đó. Sau đó mình giết những con khác trước mặt nó, để nó biết được rằng nếu như nó làm vậy một lần nữa nó sẽ chết. Nhưng mà thực ra đằng này cũng chết rồi, nhưng mà ý tôi là mình có thể làm màu một tí cho nó sống động cái cuộc sống trong cái rừng nhàm chán này. Được không? Ê, phát biểu gì đó đi. Tôi chỉ có một điều ước thôi là Peta đừng xem video này. Ơ nhưng mà con thỏ này học nhanh phết không ạ? Nó vừa mới đứng đấy một lúc mà nó đã biết đi bằng hai chân này. Này nó sẽ sớm tiến hóa, nó sẽ lái máy bay đến đây và nó sẽ chở mình đi chơi đấy. Okay. Ok luôn. Nào bây giờ mình sẽ cần phải xây... Ông nghĩ cái gì? Tôi đang nghĩ là có hai thứ cần phải xây trước này. Trời ơi tôi nướng thịt chim mà chim tôi nướng quá nó đen chim mất rồi. Ngừng nhá. Chúng ta cần phải xây một là chúng ta cần phải xây thêm một cái nhà to hơn. Tại vì cái nhà này thấy hơi bé. Nó sẽ hơi yếu sau này đó. Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải xây cái tường. Đúng luôn. Tại vì khả năng sau này bọn quái vật nó sẽ đến nhiều hơn. Đúng, chúng ta sẽ cần có chỗ để phòng thủ. Ngày xưa bọn mình đã từng có kinh nghiệm
lái xe rùa đi xây tường các thứ rồi. Và xây tường sẽ tốn khá nhiều thời gian. Trước khi chúng ta để xây được một cái bức tường tử tế thì chúng ta sẽ cần phải làm cái thứ gì đó để kéo gỗ về. Đúng, thì giờ làm cái xe kéo thôi. Làm xe kéo. Tôi uống nước ấy, nó quá, quá đói quá. Giờ mà cứ khát, nó mà khát nước hết cỡ là kiểu gì tôi cũng quay bên kia thế giới. Rồi ok, làm đi, làm đi. Sư phụ lần này không cứu chúng ta đâu, chúng ta còn phải làm cho cố đi. Bây giờ làm cái xe kéo nhỉ? Thì là xe kéo, để xem nào. Làm xe kéo chúng ta vẫn sẽ vào túi này. Xe kéo nó ở cái mục nào nhỉ? Không biết. Mà tôi nhớ là ngày xưa nó chưa từng làm vườn thì phải đúng không? Đúng, bây giờ tôi nhặt được bao nhiêu giống. Nên làm cái vườn nhỏ nhỏ. Đây này, khung kéo bằng gỗ này. Là chúng ta sẽ cần có 21 cái que. Chứ không phải là 3 que xỏ lá như ngày trước. 21 cái okay, que thì... á? Thôi được, thì cứ làm thôi. Thế ông đặt ra đây, tôi cũng có một ít que. Chúng ta sẽ làm cái đấy trước. Sau đó là tôi nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ kiểu dần dần tiến đến cái chủ nghĩa là gọi là nào nhỉ, chúng ta sẽ bớt sát sinh đi, hiểu không? Ăn chúng chay, ta sẽ ăn chay. Đúng rồi. Chúng ta sẽ làm kiểu đậu phụ hình thịt cá, xong rồi là làm đậu phụ hình đầu GVM, xong rồi đậu phụ hình mông GVM. Tại sao thế? Là mông hình mông, tôi xong tôi ông ăn đúng không? Tôi biết cái trò biến thái của ông. Ông cố tình làm một cái gì đó giống cái mông của tôi gì đó không được ăn. Chết mất. Chán quá rồi mất. Tại sao? Thôi đi chặt cây làm cái xe kéo đã. Trước mắt phải là cái tường đã, tại vì là thiếu khí của nó nhiều quá. Ủa xe kéo không phải là làm bằng cành cây hả? Làm cành cây gì nữa? Thì về nhặt cành cây gì nữa? Tôi làm luôn đấy. Đủ rồi á? Tôi không biết, tôi cứ làm thử xem như thế nào. Đâu rồi, xe kéo hả? Nền móng tùy chỉnh, bậc thang tùy chỉnh, cái gì cũng tùy chỉnh. Giường nhỏ này, trang trí đầu lâu xương chéo. Ủa rồi xe kéo làm sao? Đây, khung kéo bằng gỗ đây này. Thấy rồi, tôi nói nãy là bị giờ người thế. Nhưng mà tôi không thấy ông đặt ra. Thì tôi đặt tôi đây này. Đây này, tôi đem lên xem. Ủa ông làm ngoài đó được. Tôi không biết tôi lỡ làm cái khác rồi. Không sao, hai cái được mà. Rồi ai kéo? Thì ông đưa tôi đẩy thôi, có gì đâu. không. Không nha. Không nha bạn Hiền. No. Tôi chặt cây, lấy cành. Hình như cứ mỗi lần mình chặt bằng những cái vật xây của mấy cái con thổ dân nó lại xây cái mới lên. Càng tốt, có càng thêm cành cây. Nó xây nhanh nhỉ? Một đêm mà nó xây đầy hết kìa luôn. Ô, có cái chân này. Đây. Chân ăn được ấy ngon rồi. Nhưng mà tôi vẫn bị hiệu ứng gọi là không thể mang thêm được nữa chân. Thôi thì từ từ thì nó sẽ sửa. Ngữ pháp cần thời gian mới học được bro ạ. Không ngày 1, ngày 2 học được ngay đâu. Không thể mang thêm được nữa chân. Nhà nuôi con đấy chó. Ồ, tình hình là tôi xong được cái xe rồi. Này tôi nhớ là ngày xưa mình có thể đây xe đẩy xe kéo. Cũng là đẩy hay kéo? À đẩy ấy, xe đẩy ấy. Tôi có thể kéo và đẩy được. Này ông thử đây, tôi kéo ông thử nào. Không, tôi đang có một cái khác rồi. Giờ tôi sẽ đẩy ra chỗ của ông. Thì đây, à đây, làm xe đụng. Ừ rồi. Đụng. Nào. Vô. Đây là trận chiến giành quyền sở hữu chiến thuật khí của sư phụ. Đến hai đầu quốc gia, một là sư phái toàn, hai là sư phụ. Thôi. Ủa, nhanh đi nghe vậy? Không, tôi chả nghe gì cả. Quậy đi. Đông nào bạn ơi. Nào từ từ, phải đứng, phải đứng đúng vị trí, đứng đúng vị trí. Đào, đừng có đẩy cây thế, đứng đã. Đúng đối mặt, đối mặt đã, mặt đối mặt, mặt đối mặt đã, mặt đối mặt đã. Rồi. Ok chưa? Rồi. Vâng, được rồi, thế sư phụ phái cái phái gì mà hay ăn xin thế nhỉ? Phái gì hay ăn xin? Phái xẻ rách. Phái xẻ rách à? Cái bang hả? Cái bang đúng rồi, sư phụ bang cái bang. GVM. Và sư phụ phái toàn chân dưới MG, chúng ta sẽ cùng nhau sàng ra chiến thuật sở hữu sự điều khiển của khí. 3 2 1 1 vào. Bắt đầu. Tôi không hiểu tụi mình đang làm cái trò gì cả. Cái nhưng gì hay đẩy qua đẩy lại này, tôi thấy lui cuối cùng cái cây ở giữa là bị đụng mất. Ok kiểu nào ấy, chúng ta làm cái gì đấy. Ê, đừng có đẩy đi, tôi nhanh ra. Wow,
Tao bị thiểu năng rồi. Cái này không được. Ôi, chúng ta thiểu năng quá. Tôi muốn lan truyền cái năng lượng thiểu năng này đến những bạn đang xem video. Cảm ơn mình không vậy thôi, tôi rất là bình thường nhá. Ok rồi, con xe kéo rồi, chúng ta lại chặt gỗ có thứ mang về. Xà vãi nổi. Kiểu... Nó không phở vỡ ra cho tôi tưởng, xin lỗi. Ok, chặt gỗ đi. Ok, mà, mỗi người tự mất nguyên ngày làm cái thứ vớ vẩn. Thì cục. Đã mất ngày làm thứ vớ vẩn, thêm mất thêm cái thời gian để làm việc vớ vẩn nữa. Đã có cái thứ vớ vẩn còn lại muốn làm những việc vớ vẩn cùng với thứ vớ vẩn. Thôi đi chặt cây đi ba đồ pro. Double vớ vẩn. Làm bắt đầu Minecraft đi. Dương FG double vớ vẩn. Ơ này, tôi quên mất là khi chặt cây này mình có thể thu thập được nhựa cây. Uh-huh. Xong rồi nhựa cây kết hợp với cái que. Uh-huh. Và cái vải thì chúng ta sẽ thành được cái gì nhỉ? Quên ngựa rồi. Thành đuốc đúng rồi. Quên mất, hơi già rồi. Già rồi nên em hay quên. Thôi, mình lại GVM già như chuối chín cây. Sao lại GVM dụng thỏ trắng phải mồ côi. Mày không điên à? Nào. Mày chở nó bao nhiêu gỗ vậy? Ê con thỏ bị lắc này. Tôi không nhớ. Mà xem trừ khá nhiều á. Ừ. Tôi sợ đang gặp quái vật nữa rồi. Không gặp đâu, yên tâm. Lỡ có sao? Có thì hãy chạy về tới sẽ bảo vệ. Ai đó là người hôm nọ bị đấm vỡ mồm, chết nhắc, chết tức tưởi. Ô. Cây đổ à? Tôi cứ tưởng xét. Vậy chưa. Uầy, mình khỏe phết, mình mang bao nhiêu gỗ người? Ba cục, mình mang tối đa ba cục. Ủa tối đa là ba hả? Ừ, tối đa là ba cục trên người. Ok. Còn những cái xe thì được nhiều lắm. Ừ đúng. Xe không bánh nhỉ? Ngày xưa các tiểu đội xe không kính, bây giờ mình có xe không bánh luôn. Tiểu đội xe không bánh. Thật, mình đâu có bánh đâu. Chặt cây mỏi phết. Ông biết tại sao xe này không có bánh không? Tại sao? Vì bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu. Thôi, nó có liên quan bánh mì, nó có liên quan bánh xe đâu, thế nào vậy? Bánh nào chẳng là bánh. Má. Gì trời. Thôi nha. Bánh xe là thực phẩm thiết yếu. Ủa, như tôi nhét vào đầy rồi sao ấy? Thôi tôi chở đống gỗ về đây, không biết để làm gì nhưng mà liệu mình có thể nào làm bánh xe được không? Không. Có làm bánh xe nhỉ? Ông kiểm tra xem có làm được bánh xe không? Tôi không biết. Xem xong thử trong túi đi. Sao tôi nghe cái tiếng gì ghê quá? Tiếng gì đâu, tôi chặt gỗ mà. Không. Tiếng nó cứ vang vọng trong rừng ấy. Tiếng tôi vang rừng núi. Thôi. Sao không ai chả. Tôi chặt ông bây giờ. Tôi đang cố gắng lắng nghe xem ở trong rừng nó có cái gì. Ông cứ gào lên. Tiếng tôi mà. Thôi. Thế nói tiếng tôi vang rừng núi rồi. Thôi, không cần đâu nha. Tôi đang nghi ngờ là sắp có quái vật tới đến và nó chào mừng mình. Cảm ơn thiếu khách quá nè. Yêu thương nè. Ghê vậy. Ôi đầy rồi. Có phải như thế. Ok. Tôi đầy rồi. Chở gỗ về. Wow, đầy gỗ nhiều vậy. Cái gì đây? Trời ơi. Má. Lấy xe về đây. Vai trưởng. Uài. Đỉnh thật. Chắc là bị kẹt rồi. Đi đi đi. Đây 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 đây. Đây. Đấy xe chóng mặt quá. Đấy xe chóng mặt. Không biết thôi nhưng mà cái màn hình nó khiến nó chóng mặt cái gì vậy. Về nơi rồi. Xin chào sư phụ Orkway. À nhầm, cái mai của sư phụ Orkway. Con đã về rồi đây. Nào thì bây giờ xây tường bắt đầu từ đâu đây? Nhưng mà xây nhà. Ông xem là ông muốn xây nhà trước không hay xây tường? Tôi nghĩ là xây tường trước, tại vì là mình cần bảo vệ hơn.
kiểu phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Bây giờ ông xem thử xem là kiểu nhìn xung quanh xem. Ông là thầy tu GVM đúng không? Thì xin chào thầy tu GVM, thầy sẽ nhìn xem phong thủy ở đây chỗ nào hữu tình để bắt đầu xây tường nó hợp lý. Xây tường, ủa tường đằng nào chả bọc hết tất cả lại thì cần gì phải hướng? Không, thật ra là thế này này. Tôi nghĩ là bọn quái nó không nhảy thế này lên đâu nhỉ? Lên được không? Chắc không chứ. Chắc là không. Nếu vậy thì bọc tất cả các hướng còn lại là được. Ừ. Thế thì nhưng mà bắt đầu cái điểm mà đặt cọc ấy nó là cái điểm rất quan trọng, nó là nơi đặt nền móng thì ông cần phải xem cái điểm đấy rất hợp lý. Điểm ấy tôi nghĩ sẽ là cái cây này, ngay chỗ cái cây này sẽ là đâu? Hướng phong thủy tốt nhất. Ông làm gì đấy? Tôi sửa lại cái bẫy đó. Đây ngay cây này này. Ờ trời tốt thật, từ từ tôi giết mày đã. Mà xin lỗi ông, nó vừa thành cái nơi phong thủy không tốt rồi. Tôi treo này, treo hết okay. Rồi. Ok. Gió to thế. Có ba bàn chân lãng lẽ. Đây là cái cảnh. Ok thế bắt đầu lấy thử cây này đúng không? Lấy thử cây này đúng không? Ờ. Ok thế bắt đầu lấy thử cây này đi. Ừ, tôi nghĩ là trên bực cái này nó không lên đâu. Rồi bắt đầu đi. Bắt làm thôi. Đặt cái cọc thế nào nhỉ? Để xem. Chắc là mình sẽ nghĩ thôi. Mình là những thợ săn và thợ xây nhà lành nghề mà. Lành nghề luôn. Ừ. Tường tùy chỉnh này, tường tùy chỉnh hay tường cọc? Tôi nghĩ là phải các cái cọc trước xong mới tùy chỉnh được ấy. Thì như vậy. Uầy, tàn một cả nhà cây núi ạ. Hả? Nhà cây núi. Uầy, mình làm nhà trên cây không ạ? Uầy. Đâu? Đây. Nè. Ô. Vãi cả đù. Uầy, mình làm nhà cây, chặt cây phát. Làm đi. Ừ, mình có cả máy làm lại cuộc đời này. Lúc nào mình kiểu cảm thấy sống đấy khó khăn quá thì mình phải làm lại. Ôi đừng làm luôn không? Làm luôn. Thế làm luôn. Ừ. Có khi đỡ phải xây tường á. Ok nhá. Uy tín luôn nhá. Uy tín. Ôi đỉnh thật, mình lành nghề thật đấy. Vip. Ôi, như vậy tôi đã cảm nhận được xung gọi là gì nhỉ? Gọi là cái quái gì nhỉ mà những điều tốt lành từ cái cây ấy. Ừ, gọi là như vậy. Wow. Thế là cuối cùng chúng ta không cảm xây gần cái cây. Cảm nhận được điều tốt lành. Mà là chúng ta xây hẳn cho cái cây. Wow. Cây này ông có biết không? Ngày xưa ấy, có một truyền thuyết kể rằng sư phụ Ốc Quay từng đi tè lên gốc. Thôi! Tại sao nó có phải sư quỷ? Chán vậy. Giờ tôi đang tưởng tượng linh hồn sư phụ trên kia nhìn xuống với con mắt trầm cảm. Má gì trời. 1000 năm trước sư phụ Ốc Quay đi tè dưới thân cây này, và 1000 năm sau trên cây mọc ra những điều quý giá, điển hình đến ngôi nhà của mình. Thành quả của nó. Cảm ơn sư phụ. Thầy còn được tiểu kết tình này của... ông tè dưới gốc cây nó lớn đúng không? Cái này cũng vậy thôi à. Sư phụ của sư phụ tè phát lên hẳn cái nhà luôn. Ừ. Thì mới là sư phụ chứ. Nó không chỉ là người phàm. Ừ, người phàm tè cái thì khai. Ừ, người phàm tè khái thì khai. Sư phụ tè cái mọc ra ngôi nhà. Má nó thành thơ luôn rồi. Ok, hảo thơ. Đại thi hào. Ok nhá. Uy tín nhá. Nước tiểu uy tín ạ. Tôi không biết là đã đủ. Tôi không biết là đã đủ que chưa. Mệt vãi. Các ông bày đấy chứ ai. Nhưng mà ông phải công nhận là mình tưởng tượng ra một cái thế lực thứ ba sống cùng mình thì cảm giác nó rất là thoải mái đúng không? Cảm giác có người bảo vệ che chở đúng không? Tôi thấy bất an vãi nổi, tôi không biết sư phụ đang âm mưu trả thù gì không đây. Không, sư phụ không chấp trẻ con đâu, ông bị ngửa hơi à? Ừ rồi nha. Ui, gió mạnh thế, ui ông ơi, tôi nhầm, sư phụ chấp trẻ con vãi nổi. Ok, ủa đủ que chưa? Chưa. Rồi. Chưa đủ que. Nhưng mà thiếu đủ gỗ, ông chặt thêm gỗ đi. Không. Chắc chắn thiếu. Thiếu rồi. Thì chặt nhanh, trời sắp tối. Đây, cái cây này chặt xuống luôn. Đâu. Đây, cái này chỗ ông bị điên. Đây, con ngựa. Sư phụ ông quay biết bao nhiêu cầu đái cái cây đấy thôi, ông chặt thế à? Cả cuộc đời ông đái bao nhiêu nghìn cái cây nào vậy đái? Này, nhưng mà đấy là cái cây sư phụ ông quay đái lần đầu tiên rồi không? Từ khi cha sinh mẹ đẻ, sư phụ ông quay đái đúng cái cây thôi. Thôi chúng ta đừng nói cái đái được không? Tôi đang video lúc 8 giờ, các bạn ăn cơm đấy ạ. À. Các bạn mà kiểu ăn quả canh rau muống ở đây, các bạn mất mẹ bữa cơm, khổ các bạn.
Ôi, tôi không nhìn thấy nữa rồi. Tối quá, tối quá. Ừ, sao xong rồi, sao xong rồi. Ok, Ok. đút vào. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ở đây, cục chuối. Rồi. Yes! Nhà cây. Nhà cây hình thành từ nước của sư phụ Ogway, Tước Thánh. Wow. Wow. Lên. Nhìn đâu như con sông lông vậy, đang trèo ạ. Được, được, được. Ôi. Trong này đẹp phết này. Ê, nhưng mà cái chỗ treo thức ăn của mình đâu? Cái giá treo nó ở bên dưới rồi. Không thấy. Mất rồi. Bro. Mất rồi. Hả? Thế rồi. Sư phụ ăn cắp mất rồi. Mấy cái gì số đồ sư phụ mà mấy à? Ủa? Bao thức ăn mình để ở đó mất hết. Ừ. Gì? Có gì vậy trời? Hả? Thế rồi. Thế này mình chết đói mất. Thật chứ? Thôi làm cái khác vậy. Ơ, gì lạ kỳ. Chết rồi, từ từ tôi phải nhóm lửa đã, nguy hiểm quá. Ơ, lạ kỳ ghê. Thôi tôi làm giá phôi thức ăn lại vậy. Làm đi. Đây, mình sẽ để nó ở cái chỗ nào mà nó chắc chắn không bị mất. Chả thứ nào chắc chắn cả, sao cái gì mình vừa xảy ra. Nào cho thêm. Thế nhưng mà mình giờ mình thấy lâu thức ăn. À, có con thỏ. Mà nhưng mà tôi cần phải nướng con thỏ đã, vì tôi cần ăn nó. Cảm ơn thỏ. Thỏ nhiều quá trời này. Cảm ơn sư phụ vì đã ban cho con thức ăn thỏ. Ủa là có thêm thỏ nữa hả? Nhiều lắm, khu này toàn thỏ không là thỏ. Nice. Đây kiểu đất lành thỏ đậu ấy. Đất lành sư phụ đái. Thôi mà. Đừng nữa làm ơn đấy, xin. Tự nhiên sư phụ ốc quay thành một cái gì. Cái thế lực vãi đạn thật. Không. Hay làm thế nào để để tạo thành một cái kiểu nơi cắm đuốc các thứ nhở. Tôi nhớ được cách này. Có mà hình như là ở đây đêm nào là người thực hay sao ấy. Nhìn kìa. Không. Đêm nào cũng vậy. Tôi đang suy nghĩ về mối quan hệ tương quan trong kinh tế học. Tức là vì sư phụ đái nên nước nên là đất mới lành, hay là vì đất lành là sư phụ đến đái. Tôi chỉ đang suy nghĩ. Đừng nói nữa. Giờ của ông. Video giờ nhất từ trước đến giờ. Ông bày ra tất cả. Tất cả là ông bày. Tôi biết nhưng mà tôi. Hay là mình làm ruộng nhỉ? Mình làm cái đồng ruộng nhỉ? Nhưng từ từ đã. Làm nó cái đuốc rồi đã để có cái tiếng sáng đâu. Chúng ta cần phải duy trì cái độ lành của cái đất nước này. Ui. Tối lắm rồi đấy mà không biết là có cái thì cây cố kiếm thêm mấy cây nữa. Đây. Vãi nổi, ông thấy cành cây, tôi không thấy. What? Đấy, cây đó. Cái quả đâu đó. Tôi làm được lá không à? Tôi không có que củi. Tối quá, không thấy gì. Tôi còn thiếu hai cây nữa, đúng không? Ui. Cái gì đấy? Tôi nghe mà nó gào rú rồi. Thôi về. Cái đó làm tính sau cũng được. Về nhờ. Kìa. Ông ơi. Hả? Bọn nó ở bên kia kìa. Đây cho tôi, đây cho tôi. Đâu? Kìa. Ông nhìn thẳng một góc 90 độ 11 giờ 30 phút 25 giây. Ở kia. Tôi không thấy. Có ánh sáng kìa, trong cái hang động kìa, ông nhìn thấy không? Tôi chả thấy cái hang động nào có ánh sáng cơ, hay là có mỗi mình không thấy? Không, không thể có mỗi mình thấy được. Tôi đi đến đó nha. Ông... Không đi đó làm gì cả. Nhưng mà tôi thấy là nó còn đuốc, nó đứng ở đằng ấy. Ông nhìn kỹ kìa. Tôi thấy đen thui. Xuyên qua biển. Ông không nhìn thấy gì á? Mình chưa thấy à? Đen thui à, có thấy gì đâu. Tất cả mọi thứ đen xì. Vãi trưởng. Kìa nó xoay đèn kìa, vãi trưởng kìa. Thôi, quan trọng là bây giờ chúng ta lo làm cái này nhanh đi. Đây. Mà nó gạo rú ghê vãi. Đây, lấy đốt cây. Sập đi con lợn này. Tôi nghĩ là nên về sớm đi còn tốt hơn. Đây, sắp xong rồi. Mà nó gạo ghê vãi. Đã biết nó ghê là còn ráng. Tôi cần phải cố làm nốt cái đuốc, tôi không muốn làm dở cái gì giữa đêm cả. Tại vì ông nhớ là sau một thời gian mình không làm nốt nó sẽ vỡ không? Thì nhưng mà mình chỉ ngủ một giấc thôi mà. Được rồi, đi về đi. Ok, xong rồi đó, xong rồi, có lửa rồi. Về thôi. Ok, sáng hơn đấy. Chúng ta đã giữ được nơi, duy trì được cái nơi đất lành sư phụ đái thôi. Đi thôi. Bẩn quá. Oai,
Lần đầu tiên mình có nhạc trên cây. Hồi trước mình không có đúng không? Ờ đúng. Hoặc là hồi trước mình không này. Xây. Lần trước mình không xây. Hoặc là không có không biết. Nhưng mà nói chung là sướng rồi. Ở trên này chúng ta có thể nhìn được xung quanh. Em có những cái gì? Ok ổn đấy, ổn đấy, ổn áp, đi ngủ đi. Ngủ ngay chỗ nào? Ủa không có không? Ở đây à này, có. Lưu game được này. Chưa ngủ được. Chưa ngủ được á? Vẫn chưa đủ tối nữa. Thân chưa này đủ vẫn tối. Chưa đủ tối hả? Không phải ý là mình thức chưa đủ giấc ấy. Mình thức chưa lần đủ đầu giấc. Tiên thấy thức chưa đủ giấc á. Ngủ chưa đủ giấc nghe rồi, thức chưa đủ giấc lần đầu tiên trong đời. Thôi thì anh em mình lại thức ở đây nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây xem tình hình như thế nào. Tôi không biết là tụi nó đến hay không nhá. Biết là bây giờ tụi nó đến đập tan tành. Dạo này trời cứ mưa suốt ẩn ướt vãi chưởng. Nào đấy. Nào, bây giờ tôi đã xây xong được một cái nhà rồi. Này. Đâu? Ba là cây nến xanh. Mẹ là cây nến vàng. Con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh. Tôi cháy cả ngôi nhà. Cái nhà thỏ. Ôi, mình kiếm vãi chưởng. Ui, nhiều thỏ thế. Ừ. Này. Tôi với ông phải kiếm được cả một cái lớp thì lớp mẫu giáo thỏ rồi ạ. Nhiều quá rồi, tôi không nhét vào được nữa. Thôi, thôi thì coi như con đây là con xấu số nhỉ. Khổ vai. Nhiều quá rồi, quá nhiều thỏ rồi. Nó kể mày lấy da. Nhiều vai thế. Uầy, nhìn đi qua. Các bạn nhìn này. Để xem là 1, 2, 3, 4, 5, 6 con lận. 6 con, 7 con, 7 con. Uầy, chị Alice này quả này vào Wonderland 7 lần liền. Quá nhiều thỏ rồi. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Ok thì bây giờ này có thỏ. Ủa cái gì đây? Ông làm gì đây? Tôi đang treo chân thôi. Đây là cái gì? Ừ? Từ từ tôi không biết ông làm cái gì nhưng mà tôi à, thấy tôi có đang, một khúc đang... gỗ còn thiết đấy. Ờ đúng 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 chính xác. Tôi chỉ lấy. Tôi đang định làm cái lồng chim cho đẹp. Đây này ông nhìn này. Thế tự đâu đâu? Đây, một nhà nhỏ cho chim. Ủa xong rồi làm gì? Giờ nó bay vào đây ông sẽ giết nó hả? Ừ. Ác hả? À, dạ có, rất ác. Rồi, ok. Thôi rồi, sao? Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Để làm ruộng. Chúng ta có hai cái nhà, ba cái nhà lận. Làm ruộng đi. À, làm ruộng à? À, như vậy quyết định ăn chay gì à? Ừ. Tofu, tàu hũ hả? À? Ok, ừ. Thôi ăn chay. Đây. Rồi, làm đi. Làm ruộng là bằng đầy vườn đây, chính xác. Không biết phải đặt ở đâu cho đẹp nhỉ? Nhưng mà lần này là tôi cảm thấy mình đang khá may mắn, tại vì là đến ngày thứ 5, thứ 6 rồi mà chưa đến một quái vật mà xông vào chỗ mình. Hơi kỳ. Hơi kỳ các bạn ạ. Sao cái vườn nó to vậy? Đâu, ông đi đặt đâu, ông đặt thử nào. Hãy nhìn thổ địa GVM đang tìm ra nơi phong thủy. Cái này cũng hay. Ừ. Nó không nhiều gỗ, tôi tưởng có 4 khúc gỗ à. Uh-huh. Rồi. Cái nữa, đây. Rồi. Xong. Có người trồng cái gì? Tôi không biết đây là tôi thử nha. Ừ. Ủa ông trồng gì vậy? Các hạt giống tôi nhặt được, thì tôi sẽ làm một cái vườn tôi cây. Tôi tưởng ông ị ra. Ị mười bãi. Rồi đấy. Ê, tôi làm thêm cái ruộng này, tôi làm thêm cái ruộng nữa. Tôi nghĩ thế là một cái chưa đủ. Cái ruộng đâu, cái ruộng đâu, cái ruộng ở khu vực nào? Ruộng... À đây rồi. Vườn đấy. Ủa, sao nó bé của ông vậy? Ông có thể kéo giãn nó ra, đầu tiên ông đặt một góc của nó, sau đó ông kéo giãn nó ra, nó to 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 một tí. Giữ R để xoay. Ồ. Oh. Ok, tôi sẽ cho nó bằng của ông luôn. Ok, rồi. Sao nó lệch lệch thế nào vậy? Chấp nhận đi, đất có bằng phẳng đâu, khiếp đòi hỏi. Vãi nổi nó lệch, nó nghiêng như một cười vậy. Trời ơi, khổ quá. Thì ông có thẳng đâu mà ông có đòi nó phải cong. Không, tôi làm thẳng, okay. Các ông làm cong ấy. À, tôi trồng được cái quả gì đây? Quả dâu rừng hay quả cherry gì đó á. Ờ, trồng đi. À, rồi, cho trồng rồi, một thời gian nữa nó sẽ lên à? Uh-huh. Thú vị vậy. Hay. Hợp tí. Rồi, xong. Này, bấy thỏ lại có thêm con nữa này. Nhiều nhỉ. Giờ có nhiều thỏ mà không biết nhét ra đâu ạ. À. Để làm chuồng khác. Ủa, làm chuồng nữa hả? Ông đi chơi cả một cái trường học thỏ à? Ừ, tại sao không, đúng không? Ok. Nhưng mà con này sẽ bóp. Má ác rồi. Đút thêm cành cây vào đi. Ok, đây này, xem có cái gì. Sao này nó yên bình thế nào ấy nhỉ? Không có cảm thấy vậy không? Thật, cái đợt này mình bọn mình chơi ấy, cái đợt trước là nó quái vật nó đến ngù ngù rồi cơ. Nhưng đợt này mình chơi không hiểu sao mà quái vật nó không đến. Hay là kiểu đúng là đất lành ấy, sư phụ Awkway họ phù hộ. Ừ. Không sao, chả có gì xảy ra. Quái nào cả, buồn cơ. Tôi đang muốn cho quái đến chơi.
cho nó vui. Nhưng mà thôi, nó cho mình có thêm thời gian để chuẩn bị. Thì làm nốt những cái gì cần làm đã. Làm nhưng mà nhiều... cái đồ của quái này, những cái đồ của quái nó vẫn đang xây dựng ở đây đấy này. Ừ, thì đúng. Mình cứ ngủ một giấc xong sáng sau xây tùm lum tà la. Quái này hảo thợ xây. Mệt mỏi thật. Ok, làm nốt cái này. Vai vẫn đủ. Đây. Ma thiếu một cái. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ok. Ok. À, thôi rồi, tôi thả một con thỏ rồi, đù mà. Cái gì vậy? À không, nó lại sập vào cái bẫy khác này. Nó tự chạy, tự sập. Ok bạn. Không thoát được đâu. Khổ vậy. Xấu số mà nào. Mà thầy thoát lại sập cái bẫy. Sập chính sập cái bẫy. Bẫy trưởng ạ. Ok, đây, 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 tôi kiếm gỗ tôi. Kiếm gỗ để lắp bình bẫy lại như cũ. Các bạn ạ, à, bọn mình đã triệt tiêu được một hội đồng thỏ ở đây rồi. Là một đống giá treo, bố sắt. Ủa, tôi nhớ có nhiều thỏ lắm, đâu hết rồi. Tôi ăn hết rồi. Bái nồi dũng sĩ diệt thỏ. Dũng sĩ ăn thỏ. Bái nồi. Thì nó ngon là được rồi. Tể tướng ăn thịt à. Thì đây, thì tôi lột chiến da. Chiến thần protein à. Đây, thì tôi lột da, tôi để đây. Đây, chúng ta bao nhiêu con đã hy sinh và nó vào bụng tôi hết. Tôi tưởng ông treo này nhiều lắm, ông cũng để dành cho tôi một con nào, ông tệ thật sự. Đâu, đây này, một con cho ông nó còn gì nữa. Vãi nồi, nhiều quá, cảm ơn bạn nha, nhiều thế, ăn bao giờ cho hết. Thì bọn mình đợi đến hôm nay là bọn mình xây xong hết cái tường này rồi. Nói chung là tốn khá nhiều thời gian, mình xây mất 4 ngày nhỉ. Bây là ngày thứ 9 rồi, khi bắt đầu mình đang là ngày thứ 4. Thứ 4, ờ 4 bằng 8 đúng không? Nhưng hôm nay ngày thứ 9 là mất 5 ngày. Mình xây xong được cái tường này. À, cái cây này của bọn mình nó đã lên rồi, bọn mình có thể ăn được cây này để tăng thêm nước và tăng thêm cái độ no. Cũng như là bọn mình cũng thế thôi nhỉ, làm được cái giá treo ra. Ừ, đúng. Rồi treo được thịt ở đây nữa, thêm thịt ở đây này. Ừ. Đi loanh quanh ở đây. Nói chung là cũng chỉ có thế đấy các bạn ạ. Chủ yếu là mình dành thời gian để xây cái tường này nhưng mà đợi mãi không thấy quái vật này vào. Có vẻ như là gốc cây này của Orkway đã dành rất nhiều thời gian để phù phép, để giúp cho đất lành chim đậu. Không có một con quái vật nào đến cả, nên là có lẽ là tập sau, mình không biết đã tập sau, hoặc là nếu nó đến thì mình sẽ nghênh chiến. Nếu mà nó không đến thì bọn mình sẽ đi khám phá để xem là ở đây có những cái hang động gì. Tại vì là theo những cái bản cập nhật mới, nó sẽ có thêm một số những cái hang động mới mà trong đó chúng ta sẽ tìm được những cái cổ vật, những cái đồ đặc biệt. Kiểu như là có cái hang động mới là hang động Kanji, trong đấy tìm được cả nỏ thần cơ, đỉnh lắm. Vãi cả nồi nỏ thần luôn. Có nỏ thần trong đấy. Và có cái bản thiết kế linh tinh nữa, nói chung là nhiều thứ hay ho. Thì đến lúc đấy chúng ta vào ta mới biết được. Còn bây giờ thì có lẽ là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video sau. Thích đừng quên để một like trong lòng mình và GM link sẽ để dưới mô tả. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại ông.